là Bi Đông với Thanh Như là đi qua nhà chị Hai Nhiếp chơi. Ủa à, hai chị Hai chưa vậy? Chị Hai chưa? Dạ, chị Hai chào hai con. Ủa, hello Evan. À, con ạ đi, Evan ạ đi. Evan ạ. Evan ạ. Evan rất tốt. Evan ạ, mẹ Diễm. Evan ạ, mẹ Chi. Ạ đi. Ạ. Ừ. 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 Gì Hai đại ăn gì mà rủ qua nhà vậy? Là chị Hai đại ăn bánh xèo. Nay con đi đâu vậy? Con đi nhà Hai Nhí. Nhà chị Hai. Con nhà chị Hai ăn cái gì? À, bánh xèo. Giỏi quá vậy đó hả? Không dùng lên tôi review á. Là cái tôi review. Trai nhưng mà bắt ba gái. Mời cả nhà đi. Mời chị Hai, mời cả nhà. Huy Bình mời cả nhà đi. Bánh xèo. Bị mình mời đi con. Bánh xèo. Mời cả nhà dành tiệc. Cái gì? Đi đâu? Đi ăn nha. Đi ăn qua ngồi chơi nha. Ồ, bữa nay có gỏi này, trời. Ngon nha. Mẹ có không nè, con không nè. Mình đi chợ này chắc phải ăn miếng ăn cho. Thì chan nước mắm vô. Thì chan nước mắm vô. Rồi ăn đi. Nhiều quá. Rồi xin mời. Xin mời. Tổng mời, tổng mời. Uống đây lại lên chưa? Ba nhà. Bà Hai Nhí. Bà Tài Dân. Bảy muỗng. Chờ ba nhật. Rồi, con mời ông bà cô chú chưa á? Không, bà cô chú. Rồi, con ăn đi. Ok, con ba sữa cái. Để mẹ rắc cho. Có rượu gì, hôm nay có rượu gì hả? Hình như là rượu chum chưa rung. Rượu này của Hàn Quốc hả? Rượu trái đào hả? Thôi ba nhật uống thử cho ngon mày. Nè. Ngon quá hả? Cho con miếng mật ha. Ngon. Không có mà biết mùi sao. Mùi trái cây. Thơm. Có chút mè. Bánh ngon quá, không có mật. Bánh ngon không bị đông. Bây giờ Thanh Như sao con ngồi nhậm đũa con? Nè Thanh Như. Ngon không? Gọi. Nhâm mì không? Gọi. Nhâm mì mà cho mì. Nhâm mì lắm. Bánh xèo ở nhà làm mà gói chắc mua. Mẹ mẹ đổ sẵn. Mẹ đổ. Bánh xèo là người ta làm sẵn. Thấy không? Gọi là người ta làm sẵn. Mùa đông mà ăn bánh xèo nóng mà không? Chi chu tiếng Hàn nữa. Hàn Quốc hả? Chim rung. Cho cho dưng. Có bia còn. Cảm ơn bia làm. Còn bia. Bia rồi. Uống không? Chạy chút rượu. Uống chút rượu đó ấm được rồi. Uống rượu lát. Bia thì bia lạnh. Mấy cái góc bàn dán mấy cái này hả? Để Hi Vành sợ Hi Vành nó trúng đầu. Hình như không có ăn rau hả?
Tại sao vậy? Tại sao không ăn rau? Hả? Nó nhâm mì. Hay là tại không biết ăn rau? Không biết ăn rau. Tình giờ Bi Đông con biết ăn rau không? Đâu sao mày vậy không thấy trong chén con có rau vậy? Con ăn thải không? Thì rau con đang hết. Mấy dạ con không biết ăn rau. Ngon. Giỏi không không? Ngon giỏi quá. Nè sao con hành tốt ăn hành hả? Cậu này phụ nữ uống được nè. Không. Để chân xuống đó. Uống cơm mùi. Nồng không? Không nồng á. Có mùi đào. Cây cây à. Trái cây chỉ có hơi chút xíu bộ quấy thôi. Phải nồng đó. Lấy cái này nữa. Thành dở lên nè. Ở đường phố. Đường đâu. Mày trồng được chứ hả? Ồ, nóng thì thấp. Uống xong nóng. Trong gieo rồi, trong trong nước. Này giống như rượu trắng Việt Nam, rượu mạnh. Ủa nó cũng thấp độ á. Ừ. 12 độ. À, độ như nước ngọt. 12 độ xong nồng. Nước trái cây. 12 độ. Nữa không con? Đào. Đây là bánh xèo của Cam Ranh nè. Bánh xèo bà Tư. Bà Tư vlog à? Bà Tư. Bánh xèo Cam Ranh có mực. Có mực có gì vậy? Quay bà Tư nấu xong bánh chào trong hàng ngóc. Có mực. Ai uống? Mực với thịt heo à. Mực với thịt ba rồi. Chút xíu thôi. Chút rồi uống nhiều hết rồi, chạy chút xíu mà. Nhiều quá. Nhiều là... Bánh rất giòn. Nè. Dạ ba. Chị 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 ba. Con tivi hả? Dạ, yeah, iPhone. Vậy đó hả? Tại mẹ Chi nói coi tivi nhiều quá không tốt cho mắt đó phải không? Dạ, yeah, that's why I put it on it. Vậy hả? Là coi cái mỏng mắt thôi phải không? Dạ. Yeah. Sữa tới thì con. Uber Eats thôi. Ta sợ mình quay gần với cái người nhà bạn, ta sợ. Gì vậy con? Trời, Bi Đông giỏi vậy hả? Nặng không? Khi nổ không con? Không có. Wow, trà sữa. Bán bàn rồi đi đâu. Chắc phải thảo rồi. Rồi. Cái này chắc không là người ta chi vi nếu mà những tay chi vi nó ăn nhập á. Cái này được. Cái gì vậy? Cái rau câu. Rau câu này mua. Cái gì cũng mua hết. Dâu này cũng mua. Dâu này cũng mua. Dâu này là mùa này không phải là mùa dâu. Tao ăn thử cà chua. Chua để lấy miếng muối trước đi. Ờ tao thấy dầu là ê răng rồi đó. Mùa này đâu phải mùa dâu đâu, phải chỉ chua thế thôi. Tao cắn thử miếng coi dùng. Mình cũng cà chua. Chấm muối chứ được. Cũng được, không nên nổi chua lắm. Rồi qua phơi trà sữa cho mấy đứa nhỏ nè. Quay, quay xuống đi. Chơi mình chơi kìa, cự kìa. Cự kìa. Hai uống trà sữa hả nè. Đây à. Dâu chua hả? Chua. Rau đây trà sữa.
Cứ ăn mãi được coi. Đông mà trà sữa đi. Cái đó của con á. Con với bi đông á. Cẩn thận con ạ. À. Rồi đây Uber Eats giao trà sữa. Con có mời chưa rồi? Đỡ cái đây mẹ làm cho. À, rồi xong hai chị em xe nhau đi. Rồi Y Bình uống trà sữa không? Con không Thanh Nhân. Con đi đâu con ăn cái gì vậy? Trà sữa gì? Con không? Đây ảnh. Đứng tay kìa, đứng tay kìa. Đứng chung kìa. Chiếc gì hai chĩa đi. Còn cái nha chĩa trúng em. Vâng vâng anh em. Con biết cái đó là gì không Tinh Nhi? Chay. Vậy đó hả? Nó không? Con trả lại được đạt bá trúng em. Con cầm cái ấy đàng hoàng con em không đó. Chĩa chĩa. Ngâm ngâm. Tính sạch sẽ, tính làm sạch sẽ, chú lấy nhẹ mà cuối cùng mút ra không, cái này là lịch sự lấy nhẹ đó, đó. Đó. Mình hút vô lấy làm được mình hút vô mình chơi thời tiền sử móc tay tiền sử móc tay ai quay chua tôi nhỏ nè. Bây giờ con mà gấp lên được là đi đâu anh như ăn hết rồi đó. Chỉ có Y Bình là sạch sẽ là cái tay này á. Rồi mọi người đang ăn ngon lắm. À đúng rồi có cà phê á, màu đen mẹ vẫn nghĩ là cà phê á. Rồi xong, tới đây mình dừng lại nha. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye con. Bye.